10 tảng đá kỳ lạ và đáng sợ nhất thế giới không ai dám lại gần. Tảng đá biết bay, tảng đá trên vên, tảng đá phát sóng wifi. Chỉ là cục đá, nhưng cục disc, cục đát nha. Không đơn thuần là những cục đá để chọi nhau hay xây nhà như những gì mà chúng ta từng thấy. Có vô số những tảng đá kỳ lạ mà các bạn không thể tin là chúng có thật luôn đấy. Ngày hôm nay hãy cùng với quà cho cực tôi đi khám phá ngay thế nào. Yo! Thứ nhất, hòn đá khổng lồ K-Dragbotn. Nếu như các bạn ưa mạo hiểm, muốn thử thách lòng dũng cảm của bản thân thì hãy đến thăm thú ngay hòn đá ảo diệu này giùm tôi. Hòn đá khổng lồ K-Dragbotn có địa chỉ ở núi K-Drag, Na Uy, là địa điểm vô cùng nổi tiếng vì nó bị kẹt ở giữa hai khe núi rộng 5 mét vuông, nhưng mà treo lơ lửng trên vực thẳm sâu đến tận 984 mét nha. Rất nhiều du khách đã phải run lẩy bẩy khi đứng trên K-Dragbotn, vì nếu như chẳng may tảng đá mà ta nói nó rơi xuống, chắc chắn có người nào đó đang xuất khỏi trái đất liền. Tuy nhiên, sự kích thích thần kinh của trải nghiệm này có sức mê hoặc không thể nào cưỡng lại được. Đấy, cô dâu chú rể còn đứng hẳn trên núi đá để chụp ảnh cưới mà, áo thực sự đúng không? Nhưng quá đẹp các bạn ha. K-Dragbotn thu hút du khách đến mức họ xếp hàng dài để mà chụp ảnh cùng tảng đá này đó. Thời gian du khách phải chờ đợi có thể từ vài phút đến hơn một giờ, đặc biệt là khi có tàu du lịch đến từ thành phố Stavanger. Với những ai khoái mạo hiểm, nếu như cảm giác hồi hộp khi mà đứng trên tảng đá lơ lửng giữa hai vách đá vẫn chưa thỏa mãn, có thể trải nghiệm nhảy base jumping từ K-Dragbotn. Vâng, môn thể thao biến thể từ nhảy dù gây cảm giác mạnh tột độ. Dạ dạ, có bạn nào muốn chiêm ngưỡng những tảng đá này không ta? Comment ngay và luôn đi nào. Thứ hai, tảng đá Balancing Rock, Durbuy, Nova Scotia, Canada. Một chiếc tảng đá ma thuật có tên là Balanced Rock nằm trên vịnh St. Mary, đảo Long, Nova Scotia. Đây là một cột đá núi lửa hình trụ cao gần 9 mét, đứng treo leo nơi vách núi với bề mặt đá đã dần dần bị xói mòn qua năm tháng. Nó dường như là một thách thức đối với lực hấp dẫn khi đứng chông trên ở tận ngoài rìa của tảng đá bên dưới. Chưa kể còn có khe hở rất nhỏ giữa hai tảng đá nữa nha. Theo lời của các vị khách thì họ cũng phải há hốc mồm khi được tận mắt ngắm những tảng đá ở cự ly gần. Cột đá gần như không mấy liên kết với bệ đá đang đỡ nó. Và không những thế các bạn nhá, một phần còn trôi hẳn ra bên ngoài nữa nè. Không hề có một lực hay vật gì chống đỡ, thế nhưng nó vẫn đứng đó đầy hiên ngang. Quá ảo diệu các bạn ha. Thứ ba, tảng Golden Rock, Myanmar. Wow, trời ơi, một tảng đá thực sự tuyệt diệu các bạn. Đây các bạn ơi, nằm trên vên với diện tích tiếp xúc rất nhỏ bên vách núi trong ngôi chùa Kiyak Thiyo, Golden Rock là một hòn đá thiêng liêng cất giữ sợi tóc của Đức Phật. Chùa Kiyak Thiyo hay còn được gọi là Golden Rock, chùa đá vàng, là một trong những nơi thờ Phật thiêng liêng nhất của Myanmar, cũng là điểm đến quan trọng cho những người hành hương. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Kiyak Thiyo với độ cao 1.000 mét trên mực nước biển. Một trong những điểm khiến cho chùa nổi tiếng là nhờ tọa lạc trên một khối đá nằm trên vên bên sườn núi. Từ xa nhìn lại, bất cứ ai cũng có cảm giác như là hòn đá sắp sửa rơi xuống vực tới nơi rồi vậy đó. Điểm tiếp xúc của hòn đá và vách núi chỉ khoảng 78 cm vuông mà thôi. Tuy nhiên các bạn, hòn đá thiêng liêng này vẫn cứ vững vàng trụ vững suốt hàng nghìn năm qua luôn đấy các bạn ạ. Quá hùng vĩ. Thứ tư, tảng đá có khả năng phát wifi. Rồi, hãy tưởng tượng vào một ngày nọ khi đang đi vào rừng bạn bị lạc, thì phát hiện ra một cục đá to chà bá, bên trong có cái máy. Vâng, xin chúc mừng các bạn đã có cơ hội gặp được tảng đá phát sóng wifi rồi đó. Vì cứ tin của những người lạc đường, tảng đá có khả năng phát wifi nặng 1,5 tấn. Một tác phẩm nghệ thuật có tên là Keep Alive của nghệ nhân Aram Barthol được đặt trong khu đất trống thuộc khuôn viên bảo tàng điêu khắc ngoài trời Springhorn Hope ở thành phố Neunkirchen ở Đức. Bên trong đó là máy phát sóng wifi chạy bằng nhiệt cùng một ổ USB. Đấy, khi bị đốt nóng bằng cách đốt lửa bên ngoài tảng đá, nhiệt sẽ được chuyển trực tiếp thành điện năng, khiến cho các bộ phận bên trong hoạt động, đồng thời có thể phát ra wifi mạnh mẽ. Với tính năng này nha, hầu như các thiết bị như là điện thoại hay máy tính đều có thể kết nối với wifi với tảng đá khi ở cự ly gần. Và thậm chí các bạn du khách có thể lướt web với mạng wifi hoặc là tải các file PDF liên quan tới hướng dẫn cách sinh tồn cơ bản. Trời ơi, quả là một tảng đá có 102 trên thế giới luôn, đúng không nào? Thứ năm, Split Apple Rock, New Zealand, tảng đá chia đôi cuộc tình.
Tại vùng phía nam công viên quốc gia Abel Tasman có rất nhiều tảng đá thú vị. Thế nhưng Slate's Apple Rock là tảng đá có hình thù đặc biệt nhất trong số những tảng đá ở đây đấy các bạn ạ. Slate's Apple Rock là một khối đá địa chất ở vịnh Tasman, ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo Nam, New Zealand. Và đây là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở vùng biển Tasman, cách bờ biển giữa Kaiteriteri và Maharau khoảng 50m, được làm bằng đá granite. Khối đá bị cắt làm đôi có đường kính 5,5m và ước tính nặng 242 tấn. Khối đá có tuổi thọ khoảng 120 triệu năm, khe hở tạo thành hình chữ V hoàn hảo, giống như một quả táo được cắt bằng dao. Dọc theo bãi biển là các điểm quan sát mặt trời mọc qua khe nứt của tảng đá. Và đây được cho là cách để các nhà thiên văn học cổ đại nắm được ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đồng chí và giữ lịch được chính xác đấy các bạn ạ. Thứ 6, tảng đá 500 tấn lơ lửng trên không. Vâng, tại Nhật Bản có một tảng đá kỳ diệu nặng đến 500 tấn nhưng mà lại lơ lửng trên không một cách kỳ lạ. Và người ta gọi đó là cự thạch Ishinohoden ở Hyogo, Nhật Bản. Giới khoa học cũng không hề đưa ra được bất cứ manh mối nào về tảng đá khổng lồ này cả. Đây là một trong những cầu đổ lớn nhất và lâu đời nhất trong lịch sử và khảo cổ học của Nhật Bản đấy các bạn ạ. Khi đứng nhìn từ xa nha, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi cảm thấy hòn đá như là đang bay bên trên một hồ nước vậy đó. Kỳ lạ hơn nữa, hồ nước chứa tảng đá này không bao giờ cạn, kể cả trong thời kỳ hạn hán kéo dài. Phòng thí nghiệm lịch sử Đại học Otemene đã tiến hành nghiên cứu về cự thạch này. Thế nhưng mà các nhà khảo cổ học và sử học truyền thống đã không đưa ra được bất kỳ manh mối nào khác về công cụ chạm khắc và tại sao nó được tạo ra. Các chuyên gia chỉ có thể chắc chắn rằng Ishinohoden được tạo ra bởi một nền văn minh phát triển và tiên tiến. Người thiết kế ra tảng đá đã tạo ra một kiệt tác tồn tại hàng ngàn năm. Thứ 7, tảng đá Idle Rock, Brimham Moor, Anh. Nếu như các bạn đến Brimham Moor, Bắc Yorkshire, Anh, thì các bạn sẽ thấy vô số những khối đá có hình thù kỳ dị lắm nha. Những quần thể này gồm nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau, được hình thành bởi sự xói mòn tự nhiên cách đây hơn 325 triệu năm. Trong số đó, ấn tượng nhất là Idle Rock, một tảng đá nguyên khối nặng tới 200 tấn, thế nhưng cũng có khả năng là đứng cân bằng tuyệt đỉnh trên mỏm đá chóp nhọn nhỏ bé hơn nó nhiều lần. Diện tích bề mặt tiếp xúc chỉ khoảng 30cm mà thôi. Điều kỳ lạ là nó khiến cho những vị du khách tới thăm đều có cảm giác linh thiêng và thần bí. Thậm chí nha, có lời truyền miệng còn kể rằng chỉ cần đặt tay lên tảng đá và để lại điều ước thôi, mọi mong muốn sẽ thành hiện thực luôn đấy các bạn. Ai chà chà, nếu như mà hoài du cực tôi ước có 1 tỷ, không biết chạm vào có thành sự thật không ta. Cơ mà dù sao tảng đá cũng chỉ là sản phẩm tuyệt vời từ bà mẹ thiên nhiên mà thôi. 8. Tảng đá cô đơn, Dún Briste, Ireland. Không phải chỉ có mỗi bạn là cô đơn đâu, mà ngay cả hòn đá cũng cô đơn luôn nha. Nằm gần bờ biển Ireland, cách ngôi làng phía bắc Ballycastle của quận Mayo khoảng 5km, mũi đất nhô cao nổi bật giữa biển khơi được gọi là mũi Downpatrick. Mà tại mũi đất này, các bạn biết sao không, có hòn đá cô đơn có tên gọi là Dún Briste hay là pháo đài bị vỡ. Đây là một núi đá cao ngoài biển khơi đã tách ra khỏi lục địa năm 1393, và đây cũng được cho là kết quả mà biển cả tạo ra. Tháp đá cao này rất đẹp, và nếu như đứng từ mũi Downpatrick quan sát thì các bạn có thể nhìn thấy tầng đá rất là nhiều màu sắc xếp chồng lại nhau. Nhìn cục đá đứng mong manh giữa biển khơi là thấy buồn dùm luôn rồi, đúng không anh em? Thứ 9, tảng đá Kanestenen, Na Uy. Chà, có vẻ như Na Uy rất có duyên với những tảng đá có hình thù kỳ lạ thì phải ta ơi. Dưới tác động bào mòn của nước biển, tảng đá Kanestenen Rock có thể đánh lừa thị giác của mọi người một cách dễ dàng luôn. Vì nhìn từ xa, trông nó giống hệt như chiếc đuôi cá khổng lồ vậy đó. Thứ 10, tảng đá thách thức trọng lượng Kumakivi. Bất chấp cả trọng lực các bạn ạ, định luật Newton luôn các bạn ơi, trong tự nhiên có một hòn đá khổng lồ cực kỳ là magic. Tại khu rừng rậm rạp của Ruoholahti, đô thị thuộc phía đông nam Phần Lan, tảng đá Kumakivi đã được tìm thấy.
Rồi, nó ảo chỗ này nè, tảng đá được xếp chồng trên một phiến đá khác, nhưng mà lại giữ thăng bằng rất là tốt và không hề bị rơi xuống luôn. Có người cá cược nha, với vị trí mong manh như ngàn cân treo sợi bún như thế này, tảng đá có thể lăn xuống bất cứ lúc nào luôn. Thế nhưng nó vẫn cứ sừng sững đứng đó và chẳng có chuyện gì xảy ra trơn trọi. Cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này đã khiến cho các cư dân và du khách tròn con mắt, cố gắng đi tìm lời giải thích mà hỏng ra. Và không ít người còn cho rằng tảng đá Kumakivi này trái ngược với quy luật vật lý thông thường do những người khổng lồ có sức mạnh phi thường đã tạo ra nó. Trong khi đó nha, các nhà địa chất giải thích đá Kumakivi hình thành là do các sông băng đã cuốn trôi và bỏ lại ở đây trong thời băng hà cuối đấy các bạn ạ. Vâng, anh em thân mến, 10 tảng đá trên có thể khiến cho anh em thấy sự kỳ diệu của tạo hóa rồi, đúng không nào? Và các bạn thấy chương trình này hay thì nhớ để lại một like, một subscribe cái mạnh mạnh nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video khác của Nghiện Khám Phá nha. Bye.